học vấn của cầu thủ Việt, Quế Ngọc Hải suýt bỏ bóng đá vì giỏi toán cũng chưa bằng Công Phượng. Quế Ngọc Hải. Từ năm lên 10, Quế Ngọc Hải đã bắt đầu sự nghiệp luyện tập bóng đá chuyên nghiệp. Sau tuổi 19, tài năng của anh sớm nở rộ khi được chọn lên đội 1 thi đấu ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, ít ai biết trước đó gia đình từng định hướng cho nam cầu thủ học đại học chứ không phải nghiệp quần đùi áo số. Bố của Quế Ngọc Hải từng chia sẻ rằng, mặc dù con được đào tạo chủ yếu là bóng đá nhưng năm lớp 9 cô giáo chủ nhiệm vẫn gọi báo cho gia đình nên cho nam cầu thủ học văn hóa vì anh học toán rất giỏi. Gia đình Quế Ngọc Hải cũng trao đổi với con trai nhưng sự máu lửa dành cho sân cỏ trong người anh quá cháy bỏng nên cha mẹ luôn ủng hộ. Công Phượng. Nhắc đến Công Phượng, không chỉ sự nghiệp bóng đá thành công mà còn phải khâm phục bản thành tích học tập đáng nể. Trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, anh liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài ra, không ít lần cư dân mạng phải trầm trồ khi nhà của nam cầu thủ được dán đầy giấy khen mang tên Nguyễn Công Phượng từ thuở mới cấp sách tới trường đến khi đã tốt nghiệp cấp 3. Được biết, anh là học sinh xuất sắc của trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Pleiku, Gia Lai. Trong sổ thành tích học tập mà trường gửi về cho bố mẹ, các môn học của Công Phượng đều đạt điểm tổng kết 9.0. Mẹ nam cầu thủ cho biết anh học cực giỏi môn ngoại ngữ và tin học. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường từng chia sẻ về cách học ngoại ngữ của mình với mọi người. Theo đó, anh tiết lộ bản thân vẫn luôn cố gắng trau dồi ngôn ngữ thứ hai mỗi ngày. May mắn của anh đó chính là yêu thích tiếng Anh nên luôn có động lực học nó. Nam cầu thủ học bằng cách xem các bộ phim mà bản thân thích rồi xem đi xem lại đến khi không cần đọc phụ đề phía dưới nữa. Anh còn nghe những bài hát bằng tiếng Anh hay xem bài phỏng vấn của các cầu thủ lớn trên thế giới bằng tiếng Anh. Từ đó, Xuân Trường có thể học được nhiều từ ngữ tiếng Anh hơn về bóng đá. Nếu muốn tốt hơn, mỗi ngày chàng tiền vệ sẽ học thêm một chút, khoảng 10-15 phút, học thêm vài từ vựng sau một thời gian thấy sự khác biệt rõ rệt. We fight for each other, we fight for Vietnamese supporters, and we fight for everything of Vietnam. Anh còn chia sẻ con đường sau khi giải nghề có thể làm thêm công việc biên dịch tiếng Anh, huấn luyện viên nếu có cơ hội. Vốn dĩ có sẵn chuyên môn bóng đá nên đây chính là cơ hội để nam cầu thủ phát triển. Ngoài ra, anh khẳng định bản thân còn phải trau dồi nhiều hơn, tìm hiểu các nền văn hóa mới cũng như kết bạn, gặp gỡ mọi người trên thế giới. Quang Hải. Quang Hải từng đăng tải thông tin chính thức trở thành tân sinh viên sau khi nhận được học bổng từ trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đây là chương trình do trường xây dựng riêng dành cho các vận động viên chuyên nghiệp nhằm cung cấp các kiến thức, bài học, kỹ năng thực tiễn về quản trị doanh nghiệp cũng như giúp mọi người có thêm định hướng, cơ hội mới sau khi giải nghệ. Không chỉ vậy, Quang Hải cũng từng có mặt tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để hoàn thiện các thủ tục nhập học cần thiết. Như vậy, không chỉ thành công trên sân cỏ, Quang Hải còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi trở thành sinh viên của hai trường đại học. Các cầu thủ Việt không chỉ gây ấn tượng với những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ, mà còn sở hữu học vấn không phải dạng vừa. Mỗi người có một năng khiếu riêng, thậm chí có người từng suýt bỏ sự nghiệp bóng đá chỉ vì học quá giỏi. Còn bạn có cảm nghĩ gì về trình độ học vấn không phải dạng vừa của các chân sút này? Hãy để lại bình luận cho mọi người biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!